Bên Mỹ họ vừa chế ra một cái máy bắt trộm rất là hiệu quả để đặt ở các ngã tư đường. Đêm đầu tiên mang máy sang Thái Lan thì bắt được 100 tên trộm. Đêm thứ hai mang máy sang Philippines thì bắt được 200 tên trộm. Và đêm thứ ba mang máy sang Việt Nam thì mất luôn cái máy. Thế giới sợ đàn bà Mỹ vì đàn bà Mỹ nói là làm. Đàn bà Mỹ sợ đàn bà Nhật bởi vì đàn bà Nhật làm xong mới nói. Đàn bà Nhật sợ đàn bà Tàu vì đàn bà Tàu không nói mà làm. Tất cả sợ đàn bà Việt Nam bởi vì đàn bà Việt Nam nói một đường thì làm một nẻo. Người đàn bà sau khi ly dị đều đẹp da và đẹp hơn. Tất cả những người đàn bà sau khi ly dị đều đẹp cả. Tại sao? Tại vì phải sửa soạn để tóm thằng khác. Các bà thấy tôi nói có đúng không? Không tin thì cứ về thử bỏ chồng mà xem. Nói đến vợ chồng thì tôi lại có cái câu chuyện này muốn kể cho quý vị nghe. Đó là có một cái đôi vợ chồng kia, thì cô vợ cô ấy rất là chua ngoa đanh đá, rất là hay chửi chồng. Thì có một hôm thì ông chồng ông không chịu được nữa, thì ông mới quát lên là bà vừa phải thôi, bà nói xem tôi là chồng bà hay là con bà. Thì bà vợ bà ấy thủng thẳng, bà ấy trả lời một câu là đứa nào bú tao thì là con tao hết. Thì ngay lúc đó thì cô Oxin cô đi vừa đi trên lầu xuống, thì cô cũng nói một câu là bà chủ ơi, thế thì ông chủ cũng là con của con rồi bà ạ. Có một cặp vợ chồng nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày cưới thì họ đưa nhau đến một thành phố rất xa để nghỉ ngơi và làm lễ kỷ niệm. Thì đến một cái ngôi làng nọ, nghe người ta nói là ở đây có một cái giếng rất là linh thiêng. Người ta tin là cái giếng này rất linh thiêng. Và tất cả mọi người đến đây cầu nguyện thì đều ném xuống giếng một đồng tiền lẻ. Thì hai vợ chồng cũng đưa nhau đến để cầu. Thì ông chồng ông đến trước, ông ấy rút trong túi ra một đồng tiền lẻ, ông ném xuống giếng. Rồi ông nhắm mắt, ông lầm dâm, ông khấn vái. Đến lượt bà vợ thì bà cũng rút ra một đồng tiền lẻ, bà ấy ném xuống giếng. Nhưng mà không may thì bà ấy bị trượt chân, bà ấy rơi xuống giếng. Thì ông chồng ông đứng cạnh đấy, ông thấy vợ ông rơi xuống giếng, chết đuối dưới giếng. Thì ông mới thốt lên một câu: ôi dồi ôi, không ngờ cái giếng này nó linh thiêng thật, vừa cầu một cái là được luôn. Có một bà đã có chồng nhưng bà rất hay ngoại tình. Thì mỗi lần mà ông chồng ông đi vắng thì bà thường rủ cái thằng bồ về nhà. Thì hôm đó ông chồng ông vừa đi làm thì y như rằng là bà ấy gọi cho thằng bồ đến. Thì hai người vừa leo lên phòng, bỗng nhiên nghe tiếng mở cửa ở ngoài cổng. Thì hóa ra là ông chồng ông mới đi làm, nhưng mà ông để quên đồ, ông quay về ông lấy. Thì lúc này có hai người, bà ấy quýnh quá. Nhưng mà may là trong nhà lại có cái con giúp việc người ở. Thì bà ấy gọi với từ trên lầu xuống là mày lên đây. Nếu như mà tí nữa ông có lên đây, ông hỏi cái anh này là ai, thì mày nói là bạn trai của mày nhé. Thì con người ở nó tím tái hết cả mặt, nó bảo: bà ơi, con không làm như vậy được đâu. Thì ngay lúc đó lại nghe tiếng mở cửa ở dưới nhà. Thì ông chồng ông đi vào nhà. Thì lúc này là bà ấy quýnh quá rồi, bà ấy gắt lên: tại sao không mày không giúp tao một tí? Mày cứ nhận đại là người yêu của mày đi.
cứ nhận đại đi. Thì con ở nó mới trả lời: con nhận anh này là người yêu của con thì có làm sao đâu bà. Nhưng mà nếu ông biết được con có người yêu, ông giận, ông ghen, ông đánh con chết. Có một anh chàng vào quán uống cà phê, thì tình cờ thấy cô chủ quán đang cho con bú. Thì trong quán lúc này không có một vị khách nào cả. Thì anh thấy cho cô chủ quán cho con bú, nhưng đứa bé nó không chịu bú, nó cứ ưỡn mình lên và khóc. Thì cô này cô mới dọa là: con mà không bú là mẹ cho chú này bú hết bây giờ. Thì anh chàng này anh nghe thấy thế thì anh liền gọi thêm một ly cà phê. Anh ngồi đợi 3-4 tiếng đồng hồ. Thì anh sốt ruột quá thì anh mới đi lại gần anh hỏi: em ơi, em hỏi lại cháu lần nữa xem cháu đã chịu bú chưa, chứ anh đợi nãy giờ 3 tiếng đồng hồ rồi. Có một ông đi xem phim thì tình cờ thấy một thằng bạn cũ đang ngồi ôm một người phụ nữ. Thì ông ấy tiến lại gần, ông hỏi: ai đây? Thì thằng bạn hãnh diện đáp: người yêu mới của tao. Thì ông quát lên: tao không hỏi mày, tao đang hỏi vợ tao. Một nhóm bác sĩ sau một thời gian nghiên cứu thì đã phát hiện ra hai điều. Nghiên cứu thứ nhất là khi hút một điếu thuốc thì sẽ giảm thọ 10 phút. Và nghiên cứu thứ hai là khi chúng ta cười sảng khoái thì sẽ tăng thọ 10 phút. Cho nên một tờ báo khuyên: nếu như không bỏ được thuốc thì phải vừa hút vừa cười. Có cái bà cụ kia 70 tuổi, bà ấy bị quá chồng 5 năm rồi. Thì một hôm bà ấy đi ra ngoài cánh đồng, bà ấy đứng nhìn ngắm đồng không mông quạnh, thì bỗng nhiên bà ấy hét lên: à, nó hiếp tôi, nó hiếp tôi. Thì dân làng ở đấy nghe thấy thế liền chạy ra hô hoán: đâu, đâu, nó đâu? Thì bà ấy thủng thẳng bà đáp một câu: làm gì có ai đâu, sống phải có ước mơ chứ chú. Thưa quý vị, trong cuốn Sài Gòn by Night 07, tôi có nhận được một câu hỏi của một vị khán giả gửi cho tôi. Thì câu hỏi như sau: thưa anh Cường, anh có thể cho tôi biết sự giống nhau và khác nhau giữa bồ và vợ là như thế nào không? Thì thưa quý vị, tôi chưa có vợ nên thành ra tôi chưa trả lời được câu này. Nhưng mà có một vị khán giả xung phong lên trả lời. Thì ông nói là: thưa anh, sự giống nhau giữa bồ và vợ là đều thích chơi chim. Còn sự khác nhau thì đối với bồ, khi chạm vào tóc thì chim dựng. Còn đối với vợ, khi chạm vào chim thì tóc dựng. Có một bà phụ nữ kia, bà đến gặp ông cảnh sát trưởng, thì bà nói như thế này: thưa ông, tôi ở một mình trong căn nhà nhỏ trên một ngọn đồi vắng. Tuần rồi, vào một đêm trăng mờ, tôi thấy có một bóng người thấp thoáng đứng trước cửa nhà tôi. Tôi nghi nó là kẻ gian rồi, nhưng mà tôi cứ để yên xem nó định làm cái trò gì. Thì ông cảnh sát ông bảo: bà kể nhanh lên, bao nhiêu người đang ngồi đợi tôi ngoài kia, bà kể nhanh đi. Thì bà bảo: không, cái chuyện này nó quan trọng tới cả cuộc đời tôi, ông đừng có sốt ruột. Một lúc sau, nó cậy cửa, nó chui vào nhà tôi. Tôi nghi nó là kẻ gian rồi, nhưng tôi cứ để yên xem nó định làm cái trò gì. Thì ông cảnh sát ông bảo: thì bà phải chi hô lên hay là bà gọi cảnh sát cho nó sợ, cho nó chạy đi chứ cái bà này. Thì bà bảo: không, cái chuyện này nó hệ trọng tới cả cuộc đời tôi, ông đừng có ngắt lời.
Rồi sao bà kể nốt đi. Rồi nó tiến lại gần, nó vén mùng, nó chui vào giường tôi. Tôi nghi nó là kẻ gian rồi, nhưng mà tôi cứ để yên xem nó định làm cái trò gì. Thì ông cảnh sát lúc này ông bực quá, ông bảo: đến cái lúc đó rồi bà còn nghi cái gì nữa. Rồi sao bà kể tiếp đi. Rồi nó trèo lên giường, nó cởi quần áo tôi ra. Tôi nghi nó là kẻ gian rồi, nhưng mà tôi cứ để yên xem nó định làm cái trò gì. Thì lúc này ông cảnh sát ông bực mình quá rồi, ông bảo: rồi kết cục ra làm sao? Rồi trong đêm trăng mờ đó, nó đã cướp mất đi đời con gái của tôi. Thì ông cảnh sát ông bảo là: thế là hôm nay bà đến đây, bà thưa nó bởi vì nó đã cướp mất đi đời con gái của bà đúng không? Bà bảo: không, hôm nay tôi đến tôi hỏi ông xem ông biết nó là ai không, bởi vì cả tuần rồi tới nằm đợi mà vẫn không thấy nó trở lại. Ông Diêm Vương ở dưới địa ngục thì có một hôm ông triệu tập tất cả những người đàn ông hồi xưa còn sống phạm cái tội ngoại tình. Thì ông ngồi trên một cái ghế cao, ông đóng ba cái cọc, cọc thứ nhất, cọc thứ hai, cọc thứ ba. Thì ông nói là: thằng nào hồi xưa còn sống mà tán vợ ông hàng xóm thì đứng cọc thứ nhất, thằng nào dê vợ bạn thì đứng cọc thứ hai, còn thằng nào mà lấy cô em vợ thì đứng cọc thứ ba. Nói xong thì tất cả những đàn ông là lục đục xếp hàng hết, thì còn lòi ra một thằng. Thì ông Diêm Vương ông bực quá, ông bảo: ê thằng kia, tại sao mày không xếp hàng? Không lẽ tao bắt nhầm mày à? Thì chàng trai mới nói: dạ bẩm Diêm Vương, hồi còn sống con lỡ chót dại tán vợ ông hàng xóm, rồi con dê vợ thằng bạn, và con lấy luôn cô em vợ, nên thành ra bây giờ con không biết xếp hàng nào. Thì ông Diêm Vương cũng bảo: à, cái trường hợp của mày thì không cần phải xếp hàng, mày lên đây ngồi chung với tao. Có cái ông kia, vợ ông mới chết, thì trên đường đưa đám tang về, ngồi trên xe, thì ông ấy đặt tay lên đùi cô em vợ. Thì cô em vợ cô mới tát cho ông một cái và nói: chị tôi mới chết có 3-4 ngày thôi mà anh đã dám đặt tay lên đùi tôi. Thì ông này ông mếu máo, ông nói: em ơi, giờ này anh đang đau khổ quá, anh đặt tay lên chỗ nào anh cũng không biết nữa. Có đôi vợ chồng kia, thì có một cái cô người ở giúp việc, thì cũng trẻ đẹp lắm. Thì hôm đó là bà vợ bà ấy phải đi công tác xa, 3 ngày bà mới về. Thì vô tình bà đi lên phòng ngủ của hai vợ chồng, thì tình cờ bà ấy thấy một cái quần lót của phụ nữ ở trên giường. Thì bà điên tiết lên, bà đi xuống nhà bà lôi con ở lên. Bà ấy nói: tại sao tao đi vắng mới có mấy ngày mà lại có một cái quần lót của phụ nữ ở trên giường là như thế nào? Thì con ở nó mới trả lời: cái này con không biết, cái này không phải của con. Trong nhà chỉ có mình mày là phụ nữ, không phải của mày thì là của ai? Thì con ở nó mới nói: con có bao giờ mặc quần lót đâu bà. Bà không tin bà cứ hỏi ông thì biết. Có đôi vợ chồng kia đang coi phim kinh dị, thì bỗng nhiên bà vợ bái xỉu. Thì ông chồng ông sợ quá, ông ấy gọi bác sĩ. Thì bác sĩ đến khám bắt mạch, thì ông bảo: không sao đâu, bà ấy xúc động quá nên bà ấy xỉu thôi, để tôi tát cho bà ấy mấy cái là bà ấy tỉnh. Thì ông bác sĩ ông giơ tay lên ông định tát, thì ông chồng ông mới giằng lại và ông nói: xin bác sĩ hãy nhường việc này lại cho tôi, bởi vì tôi đợi cái cơ hội này đã 10 năm nay rồi. Một ông ngày hôm kia đọc báo, thấy nói hút thuốc nhiều
thì có hại cho phổi. Thế là ông quyết định bỏ hút thuốc. Ngày hôm qua ông đọc báo lại thấy nói uống rượu nhiều thì có hại cho gan. Thế là ông quyết định bỏ uống rượu. Hôm nay ông đọc báo thấy nói gần phụ nữ nhiều thì có hại cho sức khỏe. Thế là ông quyết định không đọc báo nữa. Một ông đi công tác nước ngoài mấy tháng mới về thì vợ liền chạy ra đón, ôm hôn thắm thiết. Thì ông chồng ông mới nói: em yêu, anh xa em nhưng mà anh vẫn luôn an lòng, là bởi vì anh luôn tin em lúc nào cũng chung thủy với anh. Thì bà vợ trả lời: tất nhiên rồi, cả đời này em sẽ chung thủy với anh. Rồi hai người ôm nhau lên giường nồng nàn như giông bão. Thì bỗng nhiên ông hàng xóm sát vách, ông đập vào tường ầm ầm và quát lên: nhẹ thôi, đêm nào cũng ầm ầm như thế này thì làm sao tôi ngủ được. Có một thằng bé bị mù, từ nhỏ sống trong tăm tối. Nó tầm 11, 12 tuổi thì bỗng nhiên nó đòi lấy vợ. Thì bố mẹ nó mới hỏi là: con bị mù và con còn trẻ, tại sao con lại đòi lấy vợ? Thì nó mới nói là: tại vì con nghe chú Tư hàng xóm nói với vợ chú ấy là cứ để cho thằng con nó lấy vợ đi, cho nó sáng mắt ra. Thưa quý vị, lấy vợ có làm cho con người ta sáng mắt ra hay không? Thì cái vấn đề này tôi sẽ nói, lát nữa tôi sẽ nói sau với quý vị. Thằng con đi chơi về, bà mẹ liền lao ra tát cho mấy cái và hỏi: mày đi đâu giờ này mới về? Thằng con chạy vào nhà, vào phòng, lấy vali, kéo ra cửa và nói: con không thể nào ở trong ngôi nhà này được nữa. Con lớn rồi mà mẹ độc tài ức hiếp đủ thứ. Thì bà vợ từ nãy giờ thấy ông chồng vẫn ngồi coi tivi, liền nói: thằng con ông nó mất dạy, ông không phụ tôi dạy bảo nó hay sao? Thì ông chồng đứng lên chạy theo đứa con trai. Thì thằng con trai nói: bố đừng có cản con, con phải dọn đi, con không thể nào sống nhục nhã như thế này mãi được. Thì ông bố nói: mày định đi đâu, sao không rủ tao đi luôn? Ông bố ngồi đọc báo trong nhà, nhìn ra cửa sổ thì thấy thằng con trai lớn đang ngồi ăn hiếp một thằng bé hàng xóm. Ông liền gọi vào và nói: mày lớn rồi, tại sao mày lại đánh nó? Mày phải nhớ, lớn mà đánh bé là đồ hèn. Thì thằng con nó mới trả lời: thế tại sao lâu lâu bố vẫn đánh con? Có một chàng trai đến nhà bạn gái chơi. Thì trước lúc ra về thì ông bố cô gái ông muốn thử thách chàng trai bằng một câu hỏi. Ông nói là: cháu ơi, nếu như cháu đang đi trên đường mà giả sử có một người đánh rơi một túi tiền và một túi đạo đức thì cháu sẽ nhặt túi nào? Thì chàng trai không suy nghĩ trả lời ngay: dạ cháu nhặt túi tiền. Thì ông bố cô gái ông mới lắc đầu nói: tôi thì tôi sẽ nhặt túi đạo đức. Thì chàng trai lúng túng một lúc rồi đáp: dạ vâng, theo cháu thì ai thiếu thứ gì thì sẽ nhặt thứ đấy. Một đứa bé tầm 3-4 tuổi, nó đến chúc Tết ông nội nó xong, thì ông nội nó bế nó ngồi trên lòng. Thì bỗng nhiên nó mới nói là: ông nội ơi, ông nội nhắm mắt lại đi. Thì ông nội nó mới hỏi là: con định cho ông nội chơi trò gì à? Hay sao mà bảo ông nhắm mắt?
Thì nó bảo dạ không. Tại vì tối qua con nghe bố con nói với mẹ con là chừng nào ông nội nhắm mắt thì nhà mình mới giàu được. Có đôi vợ chồng kia ở với nhau được hơn 40 năm rồi. Thì hôm đó bà vợ bà tắm xong, bà đứng bà soi gương, thì bà mới than với ông chồng là: em buồn quá anh ơi, em không ngờ là bây giờ nhan sắc em nó phai tàn, da mặt em rồi thân thể em nó nhăn nheo hết. Thì ông chồng ngồi bên cạnh ông nói là: em mới nhìn em có 5 phút thôi mà em đã sợ như vậy rồi. Còn anh thì phải nhìn em từ tháng này qua tháng khác thì em đủ hiểu cái nỗi sợ của anh nó lớn như thế nào. Có một đôi vợ chồng kia tổ chức một bữa tiệc để kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Thì bạn bè đến đông vui đông đủ hết. Thì bữa tiệc đang diễn ra thì bỗng nhiên ông chồng ông ấy lẻn ra ngoài kia, ông ngồi một mình. Thì vài người bạn thân chạy ra thấy ông ngồi rưng rưng nước mắt thì mới hỏi là: ủa, tại sao hôm nay là ngày vui kỷ niệm 10 năm ngày cưới mà anh lại ra đây ngồi khóc một mình? Thì ông mới nói là: tôi và nhà tôi ngày xưa mới quen nhau thì cô ấy là con của ông giám đốc công an, nhưng mà chẳng may chúng tôi chưa cưới thì cô ấy đã có bầu. Thì ông công an ông gọi tôi đến, ông bảo là: bây giờ một là mày phải lấy con gái tao, còn không tao sẽ cho mày đi tù 10 năm. Nếu như ngày đó mà tôi chấp nhận đi tù thì ngày hôm nay tôi đã được tự do rồi. Thưa quý vị, là Việt Nam chúng ta ngày xưa ở những vùng quê thì có những cái ngôi nhà 2 gian 3 gian. Thì một cái gian bên này thì kê một cái giường cho 2 vợ chồng, còn cái gian bên này thì kê một cái giường cho những đứa con. Thì thành ra là trong cái hoàn cảnh như thế mà vợ chồng muốn mặn nồng với nhau thì phải chờ cho những đứa con nó đi ngủ hết. Thì cái gia đình kia có 2 đứa con, một thằng con trai 8 tuổi và một thằng con trai 10 tuổi. Một hôm, 2 vợ chồng đang cưỡi ngựa xem hoa, thì ông bố ông nhìn sang giường bên kia, thấy thằng con út nó đang ngồi chòm hõm nó nhìn. Thì ông bố ông giận quá, ông ấy mặc quần áo, ông đi sang tát cái bốp. Ông bảo: tại sao mày còn bé mà mày dám nhìn? Thì thằng anh nó mới nằm ở bên cạnh, nó mới bảo: bố cứ đánh nó đưa đi cho nó chừa, con đã bảo nằm coi được rồi, không biết tại sao nó cứ phải ngồi lên làm cái gì. Có một đôi vợ chồng kia tổ chức một bữa tiệc để kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Thì bạn bè đến đông vui đông đủ hết. Thì bữa tiệc đang diễn ra thì bỗng nhiên ông chồng ông ấy lẻn ra ngoài kia, ông ngồi một mình. Thì vài người bạn thân chạy ra thấy ông ngồi rưng rưng nước mắt thì mới hỏi là: ủa, tại sao hôm nay là ngày vui kỷ niệm 10 năm ngày cưới mà anh lại ra đây ngồi khóc một mình? Thì ông mới nói là: tôi và nhà tôi ngày xưa mới quen nhau thì cô ấy là con của ông giám đốc công an, nhưng mà chẳng may chúng tôi chưa cưới thì cô ấy đã có bầu. Thì ông công an ông gọi tôi đến, ông bảo là: bây giờ một là mày phải lấy con gái tao, còn không tao sẽ cho mày đi tù 10 năm. Nếu như ngày đó mà tôi chấp nhận đi tù thì ngày hôm nay tôi đã được tự do rồi. Cái làng bên cạnh làng tôi, làng ấy còn nghèo hơn làng tôi nữa. Hơn nửa làng là ăn khoai. Thì có cái ông kia là nhà ông ấy thuộc dạng ăn khoai bền vững. Hàng ngày ông ấy thường gia đình làng ông đánh cờ tướng. Thì cứ đến bữa thì thằng con trai nó mới chạy ra, nó mời: bố ơi, mời bố về ăn khoai. Thì có một hôm ông cảm thấy xấu hổ, thấy ngượng với những người bạn ngồi chơi chung, ngồi nhìn ông ấy. Thì ông về ông dặn thằng con trai là: con ơi, từ mai trở đi con ra mời bố về là mời bố về ăn cơm, chứ đừng có mời bố về ăn khoai. Người ta biết nhà mình nghèo, người ta coi thường.
Thì thằng con nó vâng lời. Ngày hôm sau nó ra nó nói: bố ơi, mời bố về ăn cơm. Thì ông bố ông mừng lắm, ông vui lắm. Mặt ông hiu hiu tự đắc, ông bảo: ừ, mày về trước đi, ta đánh nốt ván này rồi ta về. Thì thằng con nó vừa đi được mấy bước thì nó quay lại nó bảo: à bố ơi, về ăn nhanh chứ không mấy đứa nó lựa hết những củ lớn. Có cái ông kia, ông đi may đồ. Ông mang cái tấm vải ra ngoài tiệm may, gặp cô thợ may. Thì sau khi cô này cố đo đạc, đo trước, đo sau, đo dài, đo ngắn, đo mông, đo đùi xong, thì cô mới nói một câu như thế này: ăn cặc ngặng hay cặc dài? Cặc ngặng thì được 2 cái, mà cặc dài thì được 1 cái. Thì nghe cô này cô nói vậy, ông kia ông há hốc mồm, rồi ông đỏ mặt một lúc, rồi ông mới nói: của tôi ngắn, nhưng mà sao cô bạo thế? Thú thật với cô là lâu lắm rồi bà nhà tôi cũng không làm ăn gì được. Thì cô này nghe nói vậy cô mới bảo: bảo cái đâu ăn á, tôi hỏi ăn cặc ngặng hay cặc dai? Cặc, cặc cái quân thế, chứ không phải tôi hỏi cái tế của ăn mô. Thì ra là cô này cô người Huế, cô hỏi anh cắt ngắn hay cắt dài? Cắt ngắn thì được 2 cái, mà cắt dài thì được 1 cái. Mà ông kia thì ông cứ tưởng là hỏi súng đạn của ông ấy. Có 5 ông hành khách đi máy bay của 5 nước. Thì trong đó có một ông người Mỹ, một ông người Anh, một ông người Pháp, một ông người Nhật và một ông người Việt Nam. Thì máy bay đang bay qua Đại Tây Dương. Thì nhận được thông báo của phi công là do máy bay chở hàng quá nặng nên yêu cầu mỗi nước phải thả bớt một ít hàng xuống. Thì thằng Mỹ xung phong thả 5 cái vali xuống. Thì thằng Pháp mới hỏi: mày thả cái gì đấy? Thằng Mỹ trả lời: đô la, mấy thứ này nước tao đầy. Đến lượt thằng Anh thả 6 cái vali. Thằng Pháp cũng hỏi như thế. Thì thằng Anh nói: vàng đó, mấy thứ này nước tao đầy. Tới lượt thằng Pháp thả 8 cái vali. Thì thằng Nhật mới hỏi: mày thả cái gì đó? Thằng Pháp nói: kim cương đó mà, mấy thứ này nước tao đầy. Thì thằng Việt Nam nãy giờ ngồi chứng kiến liền phi dậy đạp 3 thằng rớt xuống biển. Thằng Nhật hoảng quá hỏi: tại sao mày lại đạp 3 thằng nó xuống? Thì thằng Việt Nam mới trả lời: mấy thằng xào quần này nước tao đầy. Có một cặp vợ chồng nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày cưới, thì họ đưa nhau đến một thành phố rất xa để nghỉ ngơi và làm lễ kỷ niệm. Thì đến một cái ngôi làng nọ, nghe người ta nói là ở đây có một cái giếng rất là linh thiêng. Người ta tin là cái giếng này rất linh thiêng, và tất cả mọi người đến đây cầu nguyện thì đều ném xuống giếng 1 đồng tiền lẻ. Thì 2 vợ chồng cũng đưa nhau đến để cầu. Thì ông chồng ông đến trước, ông ấy rút trong túi ra 1 đồng tiền lẻ, ông ném xuống giếng. Rồi ông nhắm mắt, ông lầm râm, ông khấn vái. Đến lượt bà vợ thì bà cũng rút ra 1 đồng tiền lẻ, bà ném xuống giếng. Nhưng mà không may thì bà ấy bị trượt chân, bà ấy rơi xuống giếng. Thì ông chồng ông đứng cạnh đấy, ông thấy vợ ông rơi xuống giếng, chết đuối dưới giếng. Thì ông mới thốt lên một câu: ôi dồi ôi, không ngờ cái giếng này nó linh thiêng thật, vừa cầu một cái là được luôn. Thì ở trong một cái gia đình kia, có một anh con rể. Thì có một hôm, anh đến nhà ông bố vợ chơi. Thì sau khi ngồi chơi, uống nước, hút thuốc và tâm sự giữa 2 người đàn ông xong, thì anh con rể anh mới chào ông bố vợ đi về. Thì anh đi về khoảng được 5 phút sau, anh quay lại. Thì ông bố vợ ông mới thấy ngạc nhiên. Ông mới hỏi: sao con đi về rồi mà con quay lại làm gì? Thì anh con rể anh mới trả lời: con để quên cái bật lửa. Thì ông bố vợ ông mới nói: để quên cái bật lửa thì con để đấy, hôm nào con sang chơi rồi con lấy cũng được,
con quay lại chi cho mất công. Thì anh con rể anh mới đáp: để quên cái gì thì phải lấy ngay bố ơi, chứ giang hồ nguy hiểm lắm, đời giờ không tin được thằng nào. Có một cái bà cụ kia 70 tuổi, thì bà cứ nằng nặc đòi ly dị chồng cho bằng được sau 45 năm chung sống. Thì khi ra tòa thì tòa mới hỏi: tại sao bà lại muốn ly dị chồng trong khi là ông bà đã quá già rồi? Thì bà ấy trả lời là: tại vì chồng tôi xúc phạm tôi. Ông ấy dám nói là con hà mã yêu thương của anh ơi. Thì tòa rất là ngạc nhiên. Tại sao hai ông bà già lắm rồi mà còn dành cho nhau những cái từ ngữ nó rất là lãng mạn như thế? Thì tòa mới hỏi thêm là: ông ấy nói từ bao giờ? Thì bà trả lời là: tôi không nhớ, khoảng 42-43 năm rồi. Thì tòa hỏi: thế thì tại sao giờ bà mới đòi ly hôn? Thì bà mới nói là: tại vì tuần trước thằng cháu tôi nó đưa tôi đi công viên, thì tôi mới biết cái mặt mũi con hà mã nó như thế nào. Dạ. Tức là bà lão cảm thấy là mình bị lừa trong suốt 40 mấy năm phải không anh Lê Cường? Thì có một cặp vợ chồng nọ, họ mới trong một cái buổi cơm tối thôi thì mới ngồi nói chuyện với nhau. Và thưa quý vị, trong lúc hai vợ chồng dùng bữa với nhau thì cũng có uống một chút rượu. Thì trong lúc ngà ngà say thì anh chồng mới tự nhiên lại thú nhận với vợ mình. Thế mới nói thế này: em yêu à, anh cũng có cái chuyện này là anh muốn thú thật với em, là anh cảm thấy là vô cùng có lỗi với em. Bởi vì là mỗi lần mà anh hôn em ấy, thì anh chỉ nghĩ đến những người phụ nữ khác thôi. Thì bà vợ bà mới nghe như vậy á, bà mới giận điên lên. Bà mới thét cho ông chồng một cái. Xong bà mới nói là: sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Anh có biết là mỗi lần mà tôi hôn người đàn ông khác á, tôi chỉ nghĩ đến anh thôi không? Nhận hết sức. Câu chuyện là như thế này. Có đôi vợ chồng kia sinh được một đứa con trai rất kháu khỉnh và dễ thương, nay đã được 4 tuổi. Thì một hôm cô vợ có ngồi tâm sự với ông chồng: anh à, con vẫn bú mặc dù em đã hết sữa lâu rồi. Nó vẫn cứ đòi thôi, nhiều hôm em đau lắm. Thì ông chồng ông mới cười ha hả lên, rồi ông mới nói: chuyện này dễ thôi mà, bôi chút dung dịch lên con nó ngậm vào đắng là nó bỏ bú ngay. Thì sáng ngày hôm sau mặt trời vừa nhú lên thì ông chồng liền lấy một lọ dung dịch màu vàng bôi lên đôi gò bồng đào của vợ yêu và hôn tạm biệt một cái rồi đi làm. Anh đi thẳng đến cơ quan làm việc. Thì một lúc sau anh mới chợt nhớ ra là anh đã lấy nhầm cái lọ thuốc cực độc. Hốt hoảng và bối rối, ông liền tức tốc phóng xe về nhà. Nhìn thấy từ xa nhà rất đông người qua lại, người thì hô cấp cứu, kẻ thì nói nó chết rồi. Anh gục ngã và khuỵu gối trước cổng nhà. Thì bỗng nhiên như một phép tiên, thằng bé rẽ đám đông phi từ trong nhà ra, ôm chặt lấy người cha và hồn nhiên mách: ba ơi, chú hàng xóm gần nhà chết trong kia kìa ba. Ông Diêm Vương ở dưới địa ngục, thì có một hôm ông triệu tập tất cả những người đàn ông hồi xưa còn sống phạm cái tội ngoại tình. Thì ông ngồi trên một cái ghế cao, ông đóng ba cái cọc: cọc thứ nhất, cọc thứ hai, cọc thứ ba. Thì ông nói là: thằng nào hồi xưa còn sống mà tán vợ ông hàng xóm thì đứng cọc thứ nhất, thằng nào dê vợ bạn thì đứng cọc thứ hai, còn thằng nào mà lấy cô em vợ thì đứng cọc thứ ba. Nói xong thì tất cả những đàn ông là lục đục xếp hàng hết, thì còn lòi ra một thằng. Thì ông Diêm Vương ông bực quá, ông bảo: ê thằng kia, tại sao mày không xếp hàng? Không lẽ tao bắt nhầm mày à? Thì chàng trai mới nói: dạ bẩm Diêm Vương, hồi còn sống
con lỡ chót dại tán vợ ông hàng xóm, rồi con dê vợ thằng bạn, và con lấy luôn cô em vợ, nên thành ra bây giờ con không biết xếp hàng nào. Thì ông Diêm Vương cũng bảo: à, cái trường hợp của mày thì không cần phải xếp hàng, mày lên đây ngồi chung với tao. Năm ông hành khách đi máy bay của năm nước, thì trong đó có một ông người Mỹ, một ông người Anh, một ông người Pháp, một ông người Nhật và một ông người Việt Nam. Thì máy bay đang bay qua Đại Tây Dương thì nhận được thông báo của phi công là do máy bay chở hàng quá nặng nên yêu cầu mỗi nước phải thả bớt một ít hàng xuống. Thì thằng Mỹ xung phong thả 5 cái vali xuống. Thì thằng Pháp mới hỏi: mày thả cái gì đấy? Thằng Mỹ trả lời: đô la, mấy thứ này nước tao đầy. Đến lượt thằng Anh thả 6 cái vali. Thằng Pháp cũng hỏi như thế. Thì thằng Anh nói: vàng đó, mấy thứ này nước tao đầy. Tới lượt thằng Pháp thả 8 cái vali. Thì thằng Nhật mới hỏi: mày thả cái gì đó? Thằng Pháp nói: kim cương đó mà, mấy thứ này nước tao đầy. Thì thằng Việt Nam nãy giờ ngồi chứng kiến, liền phi dậy đạp 3 thằng rớt xuống biển. Thằng Nhật hoảng quá hỏi: tại sao mày lại đạp 3 thằng nó xuống? Thì thằng Việt Nam mới trả lời: mấy thằng xào quần này nước tao đầy. Trong một cái gia đình kia có một anh con rể. Thì có một hôm anh đến nhà ông bố vợ chơi. Thì sau khi ngồi chơi, uống nước, hút thuốc và tâm sự giữa hai người đàn ông xong, thì anh con rể anh mới chào ông bố vợ đi về. Thì anh đi về khoảng được 5 phút sau, anh quay lại. Thì ông bố vợ ông mới thấy ngạc nhiên. Ông mới hỏi: sao con đi về rồi mà con quay lại làm gì? Thì anh con rể anh mới trả lời: con để quên cái bật lửa. Thì ông bố vợ ông mới nói: để quên cái bật lửa thì con để đấy, hôm nào con sang chơi rồi con lấy cũng được, con quay lại chi cho mất công. Thì anh con rể anh mới đáp: để quên cái gì thì phải lấy ngay bố ơi, chứ giang hồ nguy hiểm lắm, đời giờ không tin được thằng nào. Có đôi vợ chồng kia, thì có một cái cô người ở giúp việc, thì cũng trẻ đẹp lắm. Thì hôm đó là bà vợ bà ấy phải đi công tác xa, 3 ngày bà mới về. Thì vô tình bà đi lên phòng ngủ của hai vợ chồng, thì tình cờ bà ấy thấy một cái quần lót của phụ nữ ở trên giường. Thì bà điên tiết lên, bà đi xuống nhà, bà lôi con ở lên. Bà ấy nói: tại sao tao đi vắng mới có mấy ngày mà lại có một cái quần lót của phụ nữ ở trên giường là như thế nào? Thì con ở nó mới trả lời: cái này con không biết, cái này không phải của con. Trong nhà chỉ có mình mày là phụ nữ, không phải của mày thì là của ai? Thì con ở nó mới nói: con có bao giờ mặc quần lót đâu bà. Bà không tin bà cứ hỏi ông thì biết. Có một bà đã có chồng, nhưng bà rất hay ngoại tình. Thì mỗi lần mà ông chồng ông đi vắng thì bà thường rủ cái thằng bồ về nhà. Thì hôm đó ông chồng ông vừa đi làm, thì y như rằng là bà gọi cho thằng bồ đến. Thì hai người vừa leo lên phòng, bỗng nhiên nghe tiếng mở cửa ở ngoài cổng. Thì hóa ra là ông chồng ông mới đi làm, nhưng mà ông để quên đồ, ông quay về ông lấy. Thì lúc này có hai người, bà ấy quýnh quá, nhưng mà may là trong nhà lại có cái con giúp việc người ở. Thì bà ấy gọi với từ trên lầu xuống là: mày lên đây, nếu như mà tí nữa ông có lên đây, ông hỏi cái anh này là ai, thì mày nói là bạn trai của mày nhé. Thì con người ở nó tím tái hết cả mặt, nó bảo: bà ơi, con không làm như vậy được đâu. Thì ngay lúc đó lại nghe tiếng mở cửa ở dưới nhà. Thì ông chồng ông đi vào nhà. Thì lúc này là bà ấy quýnh quá rồi, bà ấy gắt lên: tại sao không mày không giúp tao một tí? Mày cứ nhận đại là người yêu của mày đi, cứ nhận đại đi. Thì con ở nó mới trả lời: con nhận anh này là người yêu của con thì có làm sao đâu bà. Nhưng mà nếu ông biết được con có người yêu, ông giận, ông ghen, ông đánh con chết. Bên Mỹ, họ vừa chế ra một cái máy bắt trộm rất là hiệu quả để đặt ở các ngã tư đường. Đêm đầu tiên mang máy sang Thái Lan thì bắt được 100 tên trộm. Đêm thứ hai
mang máy sang Philippines thì bắt được 200 tên trộm. Và đêm thứ ba mang máy sang Việt Nam thì mất luôn cái máy. Thế giới sợ đàn bà Mỹ vì đàn bà Mỹ nói là làm. Đàn bà Mỹ sợ đàn bà Nhật bởi vì đàn bà Nhật làm xong mới nói. Đàn bà Nhật sợ đàn bà Tàu vì đàn bà Tàu không nói mà làm. Tất cả sợ đàn bà Việt Nam bởi vì đàn bà Việt Nam nói một đường thì làm một nẻo. Ông Diêm Vương ở dưới địa ngục thì có một hôm ông triệu tập tất cả những người đàn ông hồi xưa còn sống phạm cái tội ngoại tình. Thì ông ngồi trên một cái ghế cao, ông đóng ba cái cọc, cọc thứ nhất, cọc thứ hai, cọc thứ ba. Thì ông nói là thằng nào hồi xưa còn sống mà tán vợ ông hàng xóm thì đứng cọc thứ nhất. Thằng nào dê vợ bạn thì đứng cọc thứ hai. Còn thằng nào mà lấy cô em vợ thì đứng cọc thứ ba. Nói xong thì tất cả những đàn ông là lục đục xếp hàng hết, thì còn lòi ra một thằng. Thì ông Diêm Vương ông bực quá, ông bảo: "Ê thằng kia, tại sao mày không xếp hàng? Không lẽ tao bắt nhầm mày à?" Thì chàng trai mới nói: "Dạ bẩm Diêm Vương, hồi còn sống con lỡ chót dại tán vợ ông hàng xóm, rồi con dê vợ thằng bạn, và con lấy luôn cô em vợ, nên thành ra bây giờ con không biết xếp hàng nào." Thì ông Diêm Vương cũng bảo: "À, cái trường hợp của mày thì không cần phải xếp hàng, mày lên đây ngồi chung với tao." Có một anh chàng vào quán uống cà phê, thì tình cờ thấy cô chủ quán đang cho con bú. Thì trong quán lúc này không có một vị khách nào cả. Thì anh thấy cô chủ quán cho con bú, nhưng đứa bé nó không chịu bú, nó cứ ưỡn mình lên và khóc. Thì cô này cô mới dọa là: "Con mà không bú là mẹ cho chú này bú hết bây giờ." Thì anh chàng này anh nghe thấy thế thì anh liền gọi thêm một ly cà phê. Anh ngồi đợi 3-4 tiếng đồng hồ. Thì anh sốt ruột quá thì anh mới đi lại gần anh hỏi: "Em ơi, em hỏi lại cháu lần nữa xem cháu đã chịu bú chưa, chứ anh đợi nãy giờ 3 tiếng đồng hồ rồi." Nói đến vợ chồng thì tôi lại có cái câu chuyện này muốn kể cho quý vị nghe. Đó là có một cái đôi vợ chồng kia, thì cô vợ cô ấy rất là chua ngoa đanh đá, rất là hay chửi chồng. Thì có một hôm thì ông chồng ông không chịu được nữa, thì ông mới quát lên là: "Bà vừa phải thôi, bà nói xem tôi là chồng bà hay là con bà." Thì bà vợ bà ấy thủng thẳng, bà ấy trả lời một câu là: "Đứa nào bú tao thì là con tao hết." Thì ngay lúc đó thì cô ô xin cô đi vừa đi trên lầu xuống, thì cô cũng nói một câu là: "Bà chủ ơi, thế thì ông chủ cũng là con của con rồi bà ạ." Người đàn bà sau khi ly dị đều đẹp da và đẹp hơn. Tất cả những người đàn bà sau khi ly dị đều đẹp cả. Tại sao? Tại vì phải sửa soạn để tóm thằng khác. Các bà thấy tôi nói có đúng không? Không tin thì cứ về thử bỏ chồng mà xem. Câu chuyện là như thế này. Có đôi vợ chồng kia sinh được một đứa con trai rất kháu khỉnh và dễ thương, nay đã được 4 tuổi. Thì một hôm cô vợ có ngồi tâm sự với ông chồng: "Anh à, con vẫn bú mặc dù em đã hết sữa lâu rồi. Nó vẫn cứ đòi thôi, nhiều hôm em đau lắm." Thì ông chồng ông mới cười ha hả lên, rồi ông mới nói: "Chuyện này dễ thôi mà,
bôi chút dung dịch lên, con nó ngậm vào đắng, là nó bỏ bú ngay. Thì sáng ngày hôm sau, mặt trời vừa nhú lên, thì ông chồng liền lấy một lọ dung dịch màu vàng, bôi lên đôi gò bồng đảo của vợ yêu, và hôn tạm biệt một cái rồi đi làm. Anh đi thẳng đến cơ quan làm việc. Thì một lúc sau, anh mới chợt nhớ ra là anh đã lấy nhầm cái lọ thuốc cực độc. Hốt hoảng và bối rối, ông liền tức tốc phóng xe về nhà. Nhìn thấy từ xa, nhà rất đông người qua lại. Người thì hô cấp cứu, kẻ thì nói nó chết rồi. Anh gục ngã và khuỵu gối trước cổng nhà. Thì bỗng nhiên như một phép tiên, thằng bé rẽ đám đông phi từ trong nhà ra, ôm chặt lấy người cha và hồn nhiên mách: "Ba ơi, chú hàng xóm gần nhà chết trong kia kìa ba." Có một bà phụ nữ kia, bà đến gặp ông cảnh sát trưởng, thì bà nói như thế này: "Thưa ông, tôi ở một mình trong căn nhà nhỏ trên một ngọn đồi vắng. Tuần rồi, vào một đêm trăng mờ, tôi thấy có một bóng người thấp thoáng đứng trước cửa nhà tôi. Tôi nghi nó là kẻ gian rồi, nhưng mà tôi cứ để yên xem nó định làm cái trò gì." Thì ông cảnh sát ông bảo: "Bà kể nhanh lên, bao nhiêu người đang ngồi đợi tôi ngoài kia, bà kể nhanh đi." Thì bà bảo: "Không, cái chuyện này nó quan trọng tới cả cuộc đời tôi, ông đừng có sốt ruột." Một lúc sau, nó cậy cửa, nó chui vào nhà tôi. Tôi nghi nó là kẻ gian rồi, nhưng tôi cứ để yên xem nó định làm cái trò gì. Thì ông cảnh sát ông bảo: "Thì bà phải chi hô lên hay là bà gọi cảnh sát cho nó sợ, cho nó chạy đi chứ cái bà này." Thì bà bảo: "Không, cái chuyện này nó hệ trọng tới cả cuộc đời tôi, ông đừng có ngắt lời." "Rồi sao, bà kể nốt đi." Rồi nó tiến lại gần, nó vén mùng, nó chui vào giường tôi. Tôi nghi nó là kẻ gian rồi, nhưng mà tôi cứ để yên xem nó định làm cái trò gì. Thì ông cảnh sát lúc này ông bực quá, ông bảo: "Đến cái lúc đó rồi bà còn nghi cái gì nữa. Rồi sao, bà kể tiếp đi." Rồi nó trèo lên giường, nó cởi quần áo tôi ra. Tôi nghi nó là kẻ gian rồi, nhưng mà tôi cứ để yên xem nó định làm cái trò gì. Thì lúc này ông cảnh sát ông bực mình quá rồi, ông bảo: "Rồi kết cục ra làm sao?" "Rồi trong đêm trăng mờ đó, nó đã cướp mất đi đời con gái của tôi." Thì ông cảnh sát ông bảo là: "Thế là hôm nay bà đến đây, bà thưa nó bởi vì nó đã cướp mất đi đời con gái của bà đúng không?" Bà bảo: "Không, hôm nay tôi đến tôi hỏi ông xem ông biết nó là ai không, bởi vì cả tuần rồi tới nằm đợi mà vẫn không thấy nó trở lại." Có cái ông kia, vợ ông mới chết, thì trên đường đưa đám tang về, ngồi trên xe thì ông ấy đặt tay lên đùi cô em vợ, thì cô em vợ cô mới tát cho ông một cái và nói: "Chị tôi mới chết có 3-4 ngày thôi mà anh đã dám đặt tay lên đùi tôi." Thì ông này ông mếu máo, ông nói: "Em ơi, giờ này anh đang đau khổ quá, anh đặt tay lên chỗ nào anh cũng không biết nữa." Thưa quý vị, trong cuốn Sài Gòn 3207, tôi có nhận được một câu hỏi của một vị khán giả gửi cho tôi. Thì câu hỏi như sau: "Thưa anh Cường, anh có thể cho tôi biết sự giống nhau và khác nhau giữa bồ và vợ là như thế nào không?" Thì thưa quý vị, tôi chưa có vợ nên thành ra tôi chưa trả lời được câu này. Nhưng mà có một vị khán giả xung phong lên trả lời. Thì ông nói là: "Thưa anh, sự giống nhau giữa bồ và vợ là đều thích chơi chim. Còn sự khác nhau thì đối với bồ, khi chạm vào tóc thì chim dựng. Còn đối với vợ, khi chạm vào chim thì tóc dựng."
Có một chàng trai đến nhà bạn gái chơi. Thì trước lúc ra về thì ông bố cô gái ông muốn thử thách chàng trai bằng một câu hỏi. Ông nói là: cháu ơi, nếu như cháu đang đi trên đường mà giả sử có một người đánh rơi một túi tiền và một túi đạo đức thì cháu sẽ nhặt túi nào? Thì chàng trai không suy nghĩ trả lời ngay: dạ cháu nhặt túi tiền. Thì ông bố cô gái ông mới lắc đầu nói: tôi thì tôi sẽ nhặt túi đạo đức. Thì chàng trai lúng túng một lúc rồi đáp: dạ vâng, theo cháu thì ai thiếu thứ gì thì sẽ nhặt thứ đấy. Có một ông đi xem phim thì tình cờ thấy một thằng bạn cũ đang ngồi ôm một người phụ nữ. Thì ông mới tiến lại gần, ông hỏi: ai đây? Thì thằng bạn hãnh diện đáp: người yêu mới của tao. Thì ông quát lên: tao không hỏi mày, tao đang hỏi vợ tao. Một đứa bé tầm 3-4 tuổi, nó đến chúc Tết ông nội nó xong, thì ông nội nó bế nó ngồi trên lòng. Thì bỗng nhiên nó mới nói là: ông nội ơi, ông nội nhắm mắt lại đi. Thì ông nội nó mới hỏi là: con định cho ông nội chơi trò gì à? Hay sao mà bảo ông nhắm mắt? Thì nó bảo: dạ không, tại vì tối qua con nghe bố con nói với mẹ con là chừng nào ông nội nhắm mắt thì nhà mình mới giàu được. Có cái bà cụ kia 70 tuổi, bà ấy bị góa chồng 5 năm rồi. Thì một hôm bà ấy đi ra ngoài cánh đồng, bà ấy đứng nhìn ngắm đồng không mông quạnh, thì bỗng nhiên bà ấy hét lên: à, nó hiếp tôi, nó hiếp tôi. Thì dân làng ở đấy nghe thấy thế liền chạy ra hô hoán: đâu, đâu, nó đâu? Thì bà ấy thủng thẳng bà đáp một câu: làm gì có ai đâu, sống phải có ước mơ chứ chú. Có một đôi vợ chồng kia tổ chức một bữa tiệc để kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Thì bạn bè đến đông vui đông đủ hết. Thì bữa tiệc đang diễn ra thì bỗng nhiên ông chồng ông ấy lẻn ra ngoài kia, ông ngồi một mình. Thì vài người bạn thân chạy ra thấy ông ngồi rưng rưng nước mắt thì mới hỏi là: ủa, tại sao hôm nay là ngày vui kỷ niệm 10 năm ngày cưới mà anh lại ra đây ngồi khóc một mình? Thì ông mới nói là: tôi và nhà tôi ngày xưa mới quen nhau thì cô ấy là con của ông giám đốc công an, nhưng mà chẳng may chúng tôi chưa cưới thì cô ấy đã có bầu. Thì ông công an ông gọi tôi đến, ông bảo là: bây giờ một là mày phải lấy con gái tao, còn không tao sẽ cho mày đi tù 10 năm. Nếu như ngày đó mà tôi chấp nhận đi tù thì ngày hôm nay tôi đã được tự do rồi. Thưa quý vị, là Việt Nam chúng ta ngày xưa ở những vùng quê thì có những cái ngôi nhà 2 gian 3 gian. Thì một cái gian bên này thì kê một cái giường cho 2 vợ chồng, còn cái gian bên này thì kê một cái giường cho những đứa con. Thì thành ra là trong cái hoàn cảnh như thế mà vợ chồng muốn mặn nồng với nhau thì phải chờ cho những đứa con nó đi ngủ hết. Thì cái gia đình kia có 2 đứa con, một thằng con trai 8 tuổi và một thằng con trai 10 tuổi. Một hôm, 2 vợ chồng đang cưỡi ngựa xem hoa thì ông bố ông nhìn sang giường bên kia, thấy thằng con út nó đang ngồi chòm hõm nó nhìn. Thì ông bố ông giận quá, ông ấy mặc quần áo, ông đi sang ông tát cái bốp. Ông bảo: tại sao mày còn bé mà mày dám nhìn? Thì thằng anh nó mới nằm ở bên cạnh, nó mới bảo: bố cứ đánh nó đưa đi cho nó chừa, con đã bảo nằm coi được rồi, không biết tại sao nó cứ phải ngồi lên làm cái gì. Có đôi vợ chồng kia ở với nhau được hơn 40 năm rồi. Thì hôm đó bà vợ bà tắm xong, bà đứng bà soi gương, thì bà mới than với ông chồng là: em buồn quá anh ơi,
Em không ngờ là bây giờ nhan sắc em nó phai tàn, da mặt em rồi thân thể em nó nhăn nheo hết. Thì ông chồng ngồi bên cạnh ông nói là em mới nhìn em có 5 phút thôi mà em đã sợ như vậy rồi. Còn anh thì phải nhìn em từ tháng này qua tháng khác thì em đủ hiểu cái nỗi sợ của anh nó lớn như thế nào. Có một bà đã có chồng nhưng bà rất hay ngoại tình. Thì mỗi lần mà ông chồng ông đi vắng thì bà thường rủ cái thằng bồ về nhà. Thì hôm đó ông chồng ông vừa đi làm thì y như rằng là bà gọi cho thằng bồ đến. Thì hai người vừa leo lên phòng, bỗng nhiên nghe tiếng mở cửa ở ngoài cổng. Thì hóa ra là ông chồng ông mới đi làm, nhưng mà ông để quên đồ, ông quay về ông lấy. Thì lúc này có hai người, bà ấy quýnh quá. Nhưng mà may là trong nhà lại có cái con giúp việc người ở. Thì bà ấy gọi với từ trên lầu xuống là mày lên đây. Nếu như mà tí nữa ông có lên đây, ông hỏi cái anh này là ai, thì mày nói là bạn trai của mày nhé. Thì con người ở nó tím tái hết cả mặt, nó bảo bà ơi con không làm như vậy được đâu. Thì ngay lúc đó lại nghe tiếng mở cửa ở dưới nhà. Thì ông chồng ông đi vào nhà. Thì lúc này là bà ấy quýnh quá rồi, bà ấy gắt lên: tại sao không mày không giúp tao một tí? Mày cứ nhận đại là người yêu của mày đi, cứ nhận đại đi. Thì con ở nó mới trả lời: con nhận anh này là người yêu của con thì có làm sao đâu bà. Nhưng mà nếu ông biết được con có người yêu, ông giận, ông ghen, ông đánh con chết. Có đôi vợ chồng kia, thì có một cái cô người ở giúp việc, thì cũng trẻ đẹp lắm. Thì hôm đó là bà vợ bà ấy phải đi công tác xa, 3 ngày bà mới về. Thì vô tình bà đi lên phòng ngủ của hai vợ chồng, thì tình cờ bà ấy thấy một cái quần lót của phụ nữ ở trên giường. Thì bà điên tiết lên, bà đi xuống nhà, bà lôi con ở lên. Bà ấy nói: tại sao tao đi vắng mới có mấy ngày mà lại có một cái quần lót của phụ nữ ở trên giường là như thế nào? Thì con ở nó mới trả lời: cái này con không biết, cái này không phải của con. Trong nhà chỉ có mình mày là phụ nữ, không phải của mày thì là của ai? Thì con ở nó mới nói: con có bao giờ mặc quần lót đâu bà. Bà không tin, bà cứ hỏi ông thì biết. Trong một cái gia đình kia, có một anh con rể. Thì có một hôm, anh đến nhà ông bố vợ chơi. Thì sau khi ngồi chơi, uống nước, hút thuốc và tâm sự giữa hai người đàn ông xong, thì anh con rể anh ấy chào ông bố vợ đi về. Thì anh đi về khoảng được 5 phút sau, anh quay lại. Thì ông bố vợ ông mới thấy ngạc nhiên. Ông mới hỏi: sao con đi về rồi mà con quay lại làm gì? Thì anh con rể anh mới trả lời: con để quên cái bật lửa. Thì ông bố vợ ông mới nói: để quên cái bật lửa thì con để đấy, hôm nào con sang chơi rồi con lấy cũng được, con quay lại chi cho mất công. Thì anh con rể anh mới đáp: để quên cái gì thì phải lấy ngay bố ơi, chứ giang hồ nguy hiểm lắm, đời giờ không tin được thằng nào. Có một thằng bé bị mù, từ nhỏ sống trong tăm tối. Nó tầm 11-12 tuổi thì bỗng nhiên nó đòi lấy vợ. Thì bố mẹ nó mới hỏi là: con bị mù và con còn trẻ, tại sao con lại đòi lấy vợ? Thì nó mới nói là: tại vì con nghe chú Tư hàng xóm nói với vợ chú ấy là cứ để cho thằng con nó lấy vợ đi cho nó sáng mắt ra. Thưa quý vị, lấy vợ có làm cho con người ta sáng mắt ra hay không? Thì cái vấn đề này tôi sẽ nói lát nữa, tôi sẽ nói sau với quý vị. Thằng con đi chơi về, bà mẹ liền lao ra tát cho mấy cái và hỏi: mày đi đâu giờ này mới về? Thằng con chạy vào nhà, vào phòng, lấy vali, kéo ra cửa và nói: con không thể nào ở trong ngôi nhà này được nữa,
con lớn rồi mà mẹ độc tài ức hiếp đủ thứ. Thì bà vợ từ nãy giờ thấy ông chồng vẫn ngồi coi tivi, liền nói: thằng con ông nó mất dạy, ông không phụ tôi dạy bảo nó hay sao? Thì ông chồng đứng lên chạy theo đứa con trai. Thì thằng con trai nói: bố đừng có cản con, con phải dọn đi, con không thể nào sống nhục nhã như thế này mãi được. Thì ông bố nói: mày định đi đâu? Sao không rủ tao đi luôn? Một ông đi công tác nước ngoài mấy tháng mới về, thì vợ liền chạy ra đón, ôm hôn thắm thiết. Thì ông chồng ông mới nói: em yêu, anh xa em, nhưng mà anh vẫn luôn an lòng, là bởi vì anh luôn tin em lúc nào cũng chung thủy với anh. Thì bà vợ trả lời: tất nhiên rồi, cả đời này em sẽ chung thủy với anh. Rồi hai người ôm nhau lên giường, nồng nàn như giông bão. Thì bỗng nhiên ông hàng xóm sát vách, ông đập vào tường ầm ầm và quát lên: nhẹ thôi, đêm nào cũng ầm ầm như thế này thì làm sao tôi ngủ được. Có đôi vợ chồng kia, thì có một cái cô người ở giúp việc, thì cũng trẻ đẹp lắm. Thì hôm đó là bà vợ bà ấy phải đi công tác xa, 3 ngày bà mới về. Thì vô tình bà đi lên phòng ngủ của hai vợ chồng, thì tình cờ bà ấy thấy một cái quần lót của phụ nữ ở trên giường. Thì bà điên tiết lên, bà đi xuống nhà, bà lôi con ở lên. Bà ấy nói: tại sao tao đi vắng mới có mấy ngày mà lại có một cái quần lót của phụ nữ ở trên giường là như thế nào? Thì con ở nó mới trả lời: cái này con không biết, cái này không phải của con. Trong nhà chỉ có mình mày là phụ nữ, không phải của mày thì là của ai? Thì con ở nó mới nói: con có bao giờ mặc quần lót đâu bà. Bà không tin bà cứ hỏi ông thì biết. Ông bố ngồi đọc báo trong nhà, nhìn ra cửa sổ thì thấy thằng con trai lớn đang ngồi ăn hiếp một thằng bé hàng xóm. Ông liền gọi vào và nói: mày lớn rồi, tại sao mày lại đánh nó? Mày phải nhớ, lớn mà đánh bé là đồ hèn. Thì thằng con nó mới trả lời: thế tại sao lâu lâu bố vẫn đánh con? Một nhóm bác sĩ sau một thời gian nghiên cứu thì đã phát hiện ra 2 điều. Nghiên cứu thứ nhất là khi hút một điếu thuốc thì sẽ giảm thọ 10 phút. Và nghiên cứu thứ hai là khi chúng ta cười sảng khoái thì sẽ tăng thọ 10 phút. Cho nên một tờ báo khuyên, nếu như không bỏ được thuốc thì phải vừa hút vừa cười. Một ông ngày hôm kia đọc báo thấy nói hút thuốc nhiều thì có hại cho phổi. Thế là ông quyết định bỏ hút thuốc. Ngày hôm qua ông đọc báo lại thấy nói uống rượu nhiều thì có hại cho gan. Thế là ông quyết định bỏ uống rượu. Hôm nay ông đọc báo thấy nói gần phụ nữ nhiều thì có hại cho sức khỏe. Thế là ông quyết định không đọc báo nữa. Có đôi vợ chồng kia đang coi phim kinh dị, thì bỗng nhiên bà vợ bái xỉu. Thì ông chồng ông sợ quá, ông mới gọi bác sĩ. Thì bác sĩ đến khám bắt mạch, thì ông bảo không sao đâu, bà ấy xúc động quá nên bà ấy xỉu thôi, để tôi tát cho bà ấy mấy cái là bà ấy tỉnh. Thì ông bác sĩ ông giơ tay lên ông định tát, thì ông chồng ông mới giằng lại
và ông nói: "Xin bác sĩ hãy nhường việc này lại cho tôi, bởi vì tôi đợi cái cơ hội này đã 10 năm nay rồi." Có một bà đã có chồng, nhưng bà rất hay ngoại tình. Thì mỗi lần mà ông chồng ông đi vắng thì bà thường rủ cái thằng bồ về nhà. Thì hôm đó ông chồng ông vừa đi làm, thì y như rằng là bà ấy gọi cho thằng bồ đến. Thì hai người vừa leo lên phòng, bỗng nhiên nghe tiếng mở cửa ở ngoài cổng. Thì hóa ra là ông chồng ông mới đi làm, nhưng mà ông để quên đồ, ông quay về ông lấy. Thì lúc này có hai người, bà ấy quýnh quá, nhưng mà may là trong nhà lại có cái con giúp việc người ở. Thì bà ấy gọi với từ trên lầu xuống là: "Mày lên đây, nếu như mà tí nữa ông có lên đây, ông hỏi cái anh này là ai, thì mày nói là bạn trai của mày nhé." Thì con người ở nó tím tái hết cả mặt, nó bảo: "Bà ơi, con không làm như vậy được đâu." Thì ngay lúc đó lại nghe tiếng mở cửa ở dưới nhà. Thì ông chồng ông đi vào nhà. Thì lúc này là bà ấy quýnh quá rồi, bà ấy gắt lên: "Tại sao không mày không giúp tao một tí? Mày cứ nhận đại là người yêu của mày đi. Cứ nhận đại đi." Thì con ở nó mới trả lời: "Con nhận anh này là người yêu của con thì có làm sao đâu bà. Nhưng mà nếu ông biết được con có người yêu, ông giận, ông ghen, ông đánh con chết." Có một đôi vợ chồng kia tổ chức một bữa tiệc để kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Thì bạn bè đến đông vui đông đủ hết. Thì bữa tiệc đang diễn ra, thì bỗng nhiên ông chồng ông ấy lẻn ra ngoài kia, ông ngồi một mình. Thì vài người bạn thân chạy ra, thấy ông ngồi rưng rưng nước mắt, thì mới hỏi là: "Ủa, tại sao hôm nay là ngày vui kỷ niệm 10 năm ngày cưới mà anh lại ra đây ngồi khóc một mình?" Thì ông mới nói là: "Tôi và nhà tôi ngày xưa mới quen nhau, thì cô ấy là con của ông giám đốc công an, nhưng mà chẳng may chúng tôi chưa cưới thì cô ấy đã có bầu. Thì ông công an ông gọi tôi đến, ông bảo là bây giờ một là mày phải lấy con gái tao, còn không tao sẽ cho mày đi tù 10 năm. Nếu như ngày đó mà tôi chấp nhận đi tù thì ngày hôm nay tôi đã được tự do rồi." Có một cặp vợ chồng nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày cưới, thì họ đưa nhau đến một thành phố rất xa để nghỉ ngơi và làm lễ kỷ niệm. Thì đến một cái ngôi làng nọ, nghe người ta nói là ở đây có một cái giếng rất là linh thiêng. Người ta tin là cái giếng này rất linh thiêng, và tất cả mọi người đến đây cầu nguyện thì đều ném xuống giếng một đồng tiền lẻ. Thì hai vợ chồng cũng đưa nhau đến để cầu. Thì ông chồng ông đến trước, ông ấy rút trong túi ra một đồng tiền lẻ, ông ném xuống giếng, rồi ông nhắm mắt, ông lâm dâm, ông khấn vái. Đến lượt bà vợ, thì bà cũng rút ra một đồng tiền lẻ, bà ấy ném xuống giếng. Nhưng mà không may thì bà ấy bị trượt chân, bà ấy rơi xuống giếng. Thì ông chồng ông đứng cạnh đấy, ông thấy vợ ông rơi xuống giếng, chết đuối dưới giếng. Thì ông mới thốt lên một câu: "Ôi dồi ôi, không ngờ cái giếng này nó linh thiêng thật, vừa cầu một cái là được luôn." Cái làng bên cạnh làng tôi, làng ấy còn nghèo hơn làng tôi nữa. Hơn nửa làng là ăn khoai. Thì có cái ông kia, là nhà ông ấy thuộc dạng ăn khoai bền vững. Hàng ngày ông ấy thường ra đình làng ông đánh cờ tướng. Thì cứ đến bữa, thì thằng con trai nó mới chạy ra. Nó mời: "Bố ơi, mời bố về ăn khoai." Thì có một hôm, ông cảm thấy xấu hổ, thấy ngượng với những người bạn ngồi chơi chung, ngồi nhìn ông ấy. Thì ông về ông dặn thằng con trai là: "Con ơi, từ mai trở đi con ra mời bố về là mời bố về ăn cơm, chứ đừng có mời bố về ăn khoai. Người ta biết nhà mình nghèo, người ta coi thường." Thì thằng con nó vâng lời. Ngày hôm sau nó ra nó nói: "Bố ơi, mời bố về ăn cơm." Thì ông bố ông mừng lắm, ông vui lắm, mặt ông hiu hiu tự đắc,
ông bảo: "Ừ, mày về trước đi, ta đánh nốt ván này rồi ta về." Thì thằng con nó vừa đi được mấy bước thì nó quay lại nó bảo: "À bố ơi, về ăn nhanh chứ không mấy đứa nó lựa hết những củ lớn." Có cái ông kia, ông đi may đồ. Ông mang cái tấm vải ra ngoài tiệm may, gặp cô thợ may. Thì sau khi cô này cố đo đạc, đo trước, đo sau, đo dài, đo ngắn, đo mông, đo đùi xong, thì cô mới nói một câu như thế này: "Ăn cặc ngặng hay cặc dài? Cặc ngặng thì được 2 cái, mà cặc dài thì được 1 cái. Thì nghe cô này cô nói vậy, ông kia ông há hốc mồm, rồi ông đỏ mặt một lúc, rồi ông mới nói: "Của tôi ngắn, nhưng mà sao cô bạo thế? Thú thật với cô là lâu lắm rồi bà nhà tôi cũng không làm ăn gì được." Thì cô này nghe nói vậy cô mới bảo: "Bảo cái đâu anh á, tôi hỏi anh cặc ngặng hay cặc dai? Cặc, cặc cái quân thế, chứ không phải tôi hỏi cái tế của anh mô." Thì ra là cô này cô người Huế. Cô hỏi anh cắt ngắn hay cắt dài? Cắt ngắn thì được 2 cái, mà cắt dài thì được 1 cái. Mà ông kia thì ông cứ tưởng là hỏi súng đạn của ông ấy. Có 5 ông hành khách đi máy bay của 5 nước. Thì trong đó có một ông người Mỹ, một ông người Anh, một ông người Pháp, một ông người Nhật và một ông người Việt Nam. Thì máy bay đang bay qua Đại Tây Dương thì nhận được thông báo của phi công là do máy bay chở hàng quá nặng nên yêu cầu mỗi nước phải thả bớt một ít hàng xuống. Thì thằng Mỹ xung phong thả 5 cái vali xuống. Thì thằng Pháp mới hỏi: "Mày thả cái gì đấy?" Thằng Mỹ trả lời: "Đô la, mấy thứ này nước tao đầy." Đến lượt thằng Anh thả 6 cái vali. Thằng Pháp cũng hỏi như thế. Thì thằng Anh nói: "Vàng đó, mấy thứ này nước tao đầy." Tới lượt thằng Pháp thả 8 cái vali. Thì thằng Nhật mới hỏi: "Mày thả cái gì đó?" Thằng Pháp nói: "Kim cương đó mà, mấy thứ này nước tao đầy." Thì thằng Việt Nam nãy giờ ngồi chứng kiến liền phi dậy đạp 3 thằng rớt xuống biển. Thằng Nhật hoảng quá hỏi: "Tại sao mày lại đạp 3 thằng nó xuống?" Thì thằng Việt Nam mới trả lời: "Mấy thằng xào quần này nước tao đầy." Thì ở trong một cái gia đình kia có một anh con rể. Thì có một hôm anh đến nhà ông bố vợ chơi. Thì sau khi ngồi chơi, uống nước, hút thuốc và tâm sự giữa 2 người đàn ông xong, thì anh con rể anh mới chào ông bố vợ đi về. Thì anh đi về khoảng được 5 phút sau, anh quay lại. Thì ông bố vợ ông mới thấy ngạc nhiên. Ông mới hỏi: "Sao con đi về rồi mà con quay lại làm gì?" Thì anh con rể anh mới trả lời: "Con để quên cái bật lửa." Thì ông bố vợ ông mới nói: "Để quên cái bật lửa thì con để đấy. Hôm nào con sang chơi rồi con lấy cũng được. Con quay lại chi cho mất công." Thì anh con rể anh mới đáp: "Để quên cái gì thì phải lấy ngay bố ơi. Chứ giang hồ nguy hiểm lắm. Đời giờ không tin được thằng nào." Có một cái bà cụ kia 70 tuổi thì bà cứ nằng nặc đòi ly dị chồng cho bằng được sau 45 năm chung sống. Thì khi ra tòa thì tòa mới hỏi: "Tại sao bà lại muốn ly dị chồng trong khi là ông bà đã quá già rồi?" Thì bà ấy trả lời là: "Tại vì chồng tôi xúc phạm tôi. Ông ấy dám nói là con hà mã yêu thương của anh ơi." Thì tòa rất là ngạc nhiên. Tại sao hai ông bà già lắm rồi mà còn dành cho nhau những cái từ ngữ nó rất là lãng mạn như thế? Thì tòa mới hỏi thêm là: "Ông ấy nói từ bao giờ?" Thì bà trả lời là: "Tôi không nhớ. Khoảng 42, 43 năm rồi."
Thì tòa hỏi, thế thì tại sao giờ bà mới đòi ly hôn? Thì bà mới nói là tại vì tuần trước thằng cháu tôi nó đưa tôi đi công viên thì tôi mới biết cái mặt mũi con hà mã nó như thế nào. Dạ. Tức là bà lão cảm thấy là mình bị lừa trong suốt 40 mấy năm phải không anh Lê Cường? Có một cặp vợ chồng nọ, họ mới trong một cái buổi cơm tối thôi thì mới ngồi nói chuyện với nhau. Và thưa quý vị, trong lúc hai vợ chồng dùng bữa với nhau thì cũng có uống một chút rượu. Thì trong lúc ngà ngà say thì anh chồng mới tự nhiên lại thú nhận với vợ mình. Thế mới nói thế này, em yêu à, anh cũng có cái chuyện này là anh muốn thú thật với em, là anh cảm thấy là vô cùng có lỗi với em. Bởi vì là mỗi lần mà anh hôn em ấy, thì anh chỉ nghĩ đến những người phụ nữ khác thôi. Thì bà vợ bà mới nghe như vậy á, bà mới giận điên lên, bà mới thét cho ông chồng một cái. Xong bà mới nói là sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Anh có biết là mỗi lần mà tôi hôn người đàn ông khác á, tôi chỉ nghĩ đến anh thôi không? Nhận hết sức. Ông Diêm Vương ở dưới địa ngục, thì có một hôm ông triệu tập tất cả những người đàn ông hồi xưa còn sống phạm cái tội ngoại tình. Thì ông ngồi trên một cái ghế cao, ông đóng ba cái cọc, cọc thứ nhất, cọc thứ hai, cọc thứ ba. Thì ông nói là thằng nào hồi xưa còn sống mà tán vợ ông hàng xóm thì đứng cọc thứ nhất, thằng nào dê vợ bạn thì đứng cọc thứ hai, còn thằng nào mà lấy cô em vợ thì đứng cọc thứ ba. Nói xong thì tất cả những đàn ông là lục đục xếp hàng hết, thì còn lòi ra một thằng. Thì ông Diêm Vương ông bực quá, ông bảo ê thằng kia, tại sao mày không xếp hàng, không lẽ tao bắt nhầm mày à? Thì chàng trai mới nói, dạ bẩm Diêm Vương, hồi còn sống con lỡ chót dại tán vợ ông hàng xóm, rồi con dê vợ thằng bạn, và con lấy luôn cô em vợ, nên thành ra bây giờ con không biết xếp hàng nào. Thì ông Diêm Vương cũng bảo, à cái trường hợp của mày thì không cần phải xếp hàng, mày lên đây ngồi chung với tao. Cái bà cụ kia 70 tuổi thì bà cứ nằng nặc đòi ly dị chồng cho bằng được sau 45 năm chung sống. Thì khi ra tòa thì tòa mới hỏi tại sao bà lại muốn ly dị chồng trong khi là ông bà đã quá già rồi. Thì bà ấy trả lời là tại vì chồng tôi xúc phạm tôi. Ông ấy dám nói là con hà mã yêu thương của anh ơi. Thì tòa rất là ngạc nhiên, tại sao hai ông bà già lắm rồi mà còn dành cho nhau những cái từ ngữ nó rất là lãng mạn như thế. Thì tòa mới hỏi thêm là ông ấy nói từ bao giờ. Thì bà trả lời là tôi không nhớ, khoảng 42, 43 năm rồi. Thì tòa hỏi, thế thì tại sao giờ bà mới đòi ly hôn? Thì bà mới nói là, tại vì tuần trước thằng cháu tôi nó đưa tôi đi công viên, thì tôi mới biết cái mặt mũi con hà mã nó như thế nào. Năm ông hành khách đi máy bay của năm nước, thì trong đó có một ông người Mỹ, một ông người Anh, một ông người Pháp, một ông người Nhật và một ông người Việt Nam. Thì máy bay đang bay qua Đại Tây Dương, thì nhận được thông báo của phi công là do máy bay chở hàng quá nặng nên yêu cầu mỗi nước phải thả bớt một ít hàng xuống. Thì thằng Mỹ xung phong thả 5 cái vali xuống. Thì thằng Pháp mới hỏi, mày thả cái gì đấy? Thằng Mỹ trả lời, đô la, mấy thứ này nước tao đầy. Đến lượt thằng Anh thả 6 cái vali. Thằng Pháp cũng hỏi như thế. Thì thằng Anh nói, vàng đó, mấy thứ này nước tao đầy. Tới lượt thằng Pháp thả 8 cái vali. Thì thằng Nhật mới hỏi, mày thả cái gì đó? Thằng Pháp nói, kim cương đó mà, mấy thứ này nước tao đầy. Thì thằng Việt Nam, nãy giờ ngồi chứng kiến, liền phi dậy, đạp 3 thằng rớt xuống biển. Thằng Nhật hoảng quá hỏi, tại sao mày lại đạp 3 thằng nó xuống? Thì thằng Việt Nam mới trả lời, mấy thằng xạo quần này nước tao đầy. Bên Mỹ, họ vừa chế ra một cái máy bắt trộm rất là hiệu quả để đặt ở các ngã tư đường. Đêm đầu tiên, mang máy sang Thái Lan, thì bắt được 100 tên trộm. Đêm thứ hai, mang máy sang Philippines thì bắt được 200 tên trộm. Và đêm thứ ba, mang máy sang Việt Nam thì mất luôn cái máy. Thế giới sợ đàn bà Mỹ, vì đàn bà Mỹ nói là làm.
đàn bà Mỹ sợ đàn bà Nhật, bởi vì đàn bà Nhật làm xong mới nói. Đàn bà Nhật sợ đàn bà Tàu, vì đàn bà Tàu không nói mà làm. Tất cả sợ đàn bà Việt Nam, bởi vì đàn bà Việt Nam nói một đường thì làm một nẻo. Ông Diêm Vương ở dưới địa ngục, thì có một hôm ông triệu tập tất cả những người đàn ông hồi xưa còn sống phạm cái tội ngoại tình. Thì ông ngồi trên một cái ghế cao, ông đóng ba cái cọc, cọc thứ nhất, cọc thứ hai, cọc thứ ba. Thì ông nói là thằng nào hồi xưa còn sống mà tán vợ ông hàng xóm thì đứng cọc thứ nhất, thằng nào dê vợ bạn thì đứng cọc thứ hai, còn thằng nào mà lấy cô em vợ thì đứng cọc thứ ba. Nói xong thì tất cả những đàn ông là lục đục xếp hàng hết, thì còn lòi ra một thằng. Thì ông Diêm Vương ông bực quá, ông bảo: ê thằng kia, tại sao mày không xếp hàng? Không lẽ tao bắt nhầm mày à? Thì chàng trai mới nói: dạ bẩm Diêm Vương, hồi còn sống con lỡ chót dại tán vợ ông hàng xóm, rồi con dê vợ thằng bạn, và con lấy luôn cô em vợ, nên thành ra bây giờ con không biết xếp hàng nào. Thì ông Diêm Vương cũng bảo: à, cái trường hợp của mày thì không cần phải xếp hàng, mày lên đây ngồi chung với tao. Một đứa bé tầm 3-4 tuổi, nó đến chúc Tết ông nội nó xong, thì ông nội nó bế nó ngồi trên lòng. Thì bỗng nhiên nó mới nói là: ông nội ơi, ông nội nhắm mắt lại đi. Thì ông nội nó mới hỏi là: con định cho ông nội chơi trò gì à? Hay sao mà bảo ông nhắm mắt? Thì nó bảo: dạ không, tại vì tối qua con nghe bố con nói với mẹ con là chừng nào ông nội nhắm mắt thì nhà mình mới giàu được. Người đàn bà sau khi ly dị đều đẹp da và đẹp hơn. Tất cả những người đàn bà sau khi ly dị đều đẹp cả. Tại sao? Tại vì phải sửa soạn để tóm thằng khác. Các bà thấy tôi nói có đúng không? Không tin thì cứ về thử bỏ chồng mà xem. Có đôi vợ chồng kia, thì có một cái cô người ở giúp việc, thì cũng trẻ đẹp lắm. Thì hôm đó là bà vợ bà ấy phải đi công tác xa, 3 ngày bà mới về. Thì vô tình bà đi lên phòng ngủ của hai vợ chồng, thì tình cờ bà ấy thấy một cái quần lót của phụ nữ ở trên giường. Thì bà điên tiết lên, bà đi xuống nhà, bà lôi con ở lên. Bà ấy nói: tại sao tao đi vắng mới có mấy ngày mà lại có một cái quần lót của phụ nữ ở trên giường là như thế nào? Thì con ở nó mới trả lời: cái này con không biết, cái này không phải của con. Trong nhà chỉ có mình mày là phụ nữ, không phải của mày thì là của ai? Thì con ở nó mới nói: con có bao giờ mặc quần lót đâu bà. Bà không tin bà cứ hỏi ông thì biết. Có một bà đã có chồng, nhưng bà rất hay ngoại tình. Thì mỗi lần mà ông chồng ông đi vắng, thì bà thường rủ cái thằng bồ về nhà. Thì hôm đó ông chồng ông vừa đi làm, thì y như rằng là bà ấy gọi cho thằng bồ đến. Thì hai người vừa leo lên phòng, bỗng nhiên nghe tiếng mở cửa ở ngoài cổng. Thì hóa ra là ông chồng ông mới đi làm, nhưng mà ông để quên đồ, ông quay về ông lấy. Thì lúc này có hai người, bà ấy quýnh quá. Nhưng mà may là trong nhà lại có cái con giúp việc người ở. Thì bà ấy gọi với từ trên lầu xuống là: mày lên đây, nếu như mà tí nữa ông có lên đây, ông hỏi cái anh này là ai, thì mày nói là bạn trai của mày nhé. Thì con người ở nó tím tái hết cả mặt, nó bảo: bà ơi, con không làm như vậy được đâu. Thì ngay lúc đó lại nghe tiếng mở cửa ở dưới nhà. Thì ông chồng ông đi vào nhà,
thì lúc này là bà ấy quýnh quá rồi, bà ấy gắt lên: tại sao không mày không giúp tao một tí? Mày cứ nhận đại là người yêu của mày đi, cứ nhận đại đi. Thì con ở nó mới trả lời: con nhận anh này là người yêu của con thì có làm sao đâu bà. Nhưng mà nếu ông biết được con có người yêu, ông giận, ông ghen, ông đánh con chết. Có một bà phụ nữ kia, bà đến gặp ông cảnh sát trưởng, thì bà nói như thế này: thưa ông, tôi ở một mình trong căn nhà nhỏ trên một ngọn đồi vắng. Tuần rồi, vào một đêm trăng mờ, tôi thấy có một bóng người thấp thoáng đứng trước cửa nhà tôi. Tôi nghi nó là kẻ gian rồi, nhưng mà tôi cứ để yên xem nó định làm cái trò gì. Thì ông cảnh sát ông bảo: bà kể nhanh lên, bao nhiêu người đang ngồi đợi tôi ngoài kia, bà kể nhanh đi. Thì bà bảo: không, cái chuyện này nó quan trọng tới cả cuộc đời tôi, ông đừng có sốt ruột. Một lúc sau, nó cậy cửa, nó chui vào nhà tôi. Tôi nghi nó là kẻ gian rồi, nhưng tôi cứ để yên xem nó định làm cái trò gì. Thì ông cảnh sát ông bảo: thì bà phải chi hô lên hay là bà gọi cảnh sát cho nó sợ, cho nó chạy đấy chứ cái bà này. Thì bà bảo: không, cái chuyện này nó hệ trọng tất cả cuộc đời tôi, ông đừng có ngắt lời. Rồi sao, bà kể nốt đi. Rồi nó tiến lại gần, nó vén mồm, nó chui vào giường tôi. Tôi nghi nó là kẻ gian rồi, nhưng mà tôi cứ để yên xem nó định làm cái trò gì. Thì ông cảnh sát lúc này ông bực quá, ông bảo: đến cái lúc đó rồi bà còn nghi cái gì nữa. Rồi sao, bà kể tiếp đi. Rồi nó trèo lên giường, nó cởi quần áo tôi ra. Tôi nghi nó là kẻ gian rồi, nhưng mà tôi cứ để yên xem nó định làm cái trò gì. Thì lúc này ông cảnh sát ông bực mình quá rồi, ông bảo: rồi kết cục ra làm sao? Rồi trong đêm trăng mờ đó, nó đã cướp mất đi đời con gái của tôi. Thì ông cảnh sát ông bảo là: thế là hôm nay bà đến đây, bà thưa nó bởi vì nó đã cướp mất đi đời con gái của bà, đúng không? Bà bảo: không, hôm nay tôi đến tôi hỏi ông xem ông biết nó là ai không, bởi vì cả tuần rồi tôi nằm đợi mà vẫn không thấy nó trở lại. Có cái ông kia, vợ ông mới chết, thì trên đường đưa đám tang về, ngồi trên xe thì ông ấy đặt tay lên đùi cô em vợ. Thì cô em vợ cô mới tát cho ông một cái và nói: chị tôi mới chết có 3-4 ngày thôi mà anh đã dám đặt tay lên đùi tôi. Thì ông này ông mếu máo, ông nói: em ơi, giờ này anh đang đau khổ quá, anh đặt tay lên chỗ nào anh cũng không biết nữa. Thưa quý vị, trong cuốn Sài Gòn Bay 07, tôi có nhận được một câu hỏi của một vị khán giả gửi cho tôi. Thì câu hỏi như sau: thưa anh Cường, anh có thể cho tôi biết sự giống nhau và khác nhau giữa bồ và vợ là như thế nào không? Thì thưa quý vị, tôi chưa có vợ nên thành ra tôi chưa trả lời được câu này. Nhưng mà có một vị khán giả xung phong lên trả lời. Thì ông nói là: thưa anh, sự giống nhau giữa bồ và vợ là đều thích chơi chim. Còn sự khác nhau thì đối với bồ, khi chạm vào tóc thì chim dựng. Còn đối với vợ, khi chạm vào chim thì tóc dựng. Thưa quý vị, là Việt Nam chúng ta ngày xưa ở những vùng quê thì có những cái ngôi nhà 2 gian 3 gian. Thì một cái gian bên này thì kê một cái giường cho hai vợ chồng, còn cái gian bên này thì kê một cái giường cho những đứa con. Thì thành ra là trong cái hoàn cảnh như thế mà vợ chồng muốn mặn nồng với nhau thì phải chờ cho những đứa con nó đi ngủ hết. Thì cái gia đình kia có 2 đứa con, một thằng con trai 8 tuổi và một thằng con trai 10 tuổi. Một hôm, hai vợ chồng đang cưỡi ngựa xem hoa
Thì ông bố ông nhìn sang giường bên kia, thấy thằng con út nó đang ngồi chòm hõm nó nhìn. Thì ông bố ông giận quá, ông ấy mặc quần áo, ông đi sang tát cái bốp. Ông bảo: "Tại sao mày còn bé mà mày dám nhìn?" Thì thằng anh nó mới nằm ở bên cạnh, nó mới bảo: "Bố cứ đánh nó đưa đi cho nó chừa. Con đã bảo nằm coi được rồi, không biết tại sao nó cứ phải ngồi lên làm cái gì." Có một bà đã có chồng, nhưng bà rất hay ngoại tình. Thì mỗi lần mà ông chồng ông đi vắng thì bà thường rủ cái thằng bồ về nhà. Thì hôm đó ông chồng ông vừa đi làm, thì y như rằng là bà ấy gọi cho thằng bồ đến. Thì hai người vừa leo lên phòng, bỗng nhiên nghe tiếng mở cửa ở ngoài cổng. Thì hóa ra là ông chồng ông mới đi làm, nhưng mà ông để quên đồ, ông quay về ông lấy. Thì lúc này có hai người, bà ấy quýnh quá. Nhưng mà may là trong nhà lại có cái con giúp việc người ở. Thì bà ấy gọi với từ trên lầu xuống là: "Mày lên đây. Nếu như mà tí nữa ông có lên đây, ông hỏi cái anh này là ai, thì mày nói là bạn trai của mày nhé." Thì con người ở nó tím tái hết cả mặt, nó bảo: "Bà ơi, con không làm như vậy được đâu." Thì ngay lúc đó lại nghe tiếng mở cửa ở dưới nhà. Thì ông chồng ông đi vào nhà. Thì lúc này là bà ấy quýnh quá rồi, bà ấy gắt lên: "Tại sao không mày không giúp tao một tí? Mày cứ nhận đại là người yêu của mày đi. Cứ nhận đại đi." Thì con ở nó mới trả lời: "Con nhận anh này là người yêu của con thì có làm sao đâu bà. Nhưng mà nếu ông biết được con có người yêu, ông giận, ông ghen, ông đánh con chết." Có đôi vợ chồng kia, thì có một cái cô người ở giúp việc, thì cũng trẻ đẹp lắm. Thì hôm đó là bà vợ bà ấy phải đi công tác xa, 3 ngày bà mới về. Thì vô tình bà đi lên phòng ngủ của hai vợ chồng, thì tình cờ bà ấy thấy một cái quần lót của phụ nữ ở trên giường. Thì bà điên tiết lên, bà đi xuống nhà, bà lôi con ở lên. Bà ấy nói: "Tại sao tao đi vắng mới có mấy ngày mà lại có một cái quần lót của phụ nữ ở trên giường là như thế nào?" Thì con ở nó mới trả lời: "Cái này con không biết, cái này không phải của con. Trong nhà chỉ có mình mày là phụ nữ, không phải của mày thì là của ai?" Thì con ở nó mới nói: "Con có bao giờ mặc quần lót đâu bà. Bà không tin bà cứ hỏi ông thì biết." Có đôi vợ chồng kia đang coi phim kinh dị, thì bỗng nhiên bà vợ bái xỉu. Thì ông chồng ông sợ quá, ông ấy gọi bác sĩ. Thì bác sĩ đến khám bắt mạch, thì ông bảo: "Không sao đâu, bà ấy xúc động quá nên bà ấy xỉu thôi. Để tôi tát cho bà ấy mấy cái là bà ấy tỉnh." Thì ông bác sĩ ông giơ tay lên ông định tát, thì ông chồng ông mới giằng lại và ông nói: "Xin bác sĩ hãy nhường việc này lại cho tôi. Bởi vì tôi đợi cái cơ hội này đã 10 năm nay rồi.